Năm xưa, Nam chính Hioma đã phải chứng kiến một cảnh tượng thảm khốc, cảnh hai anh chị mà cậu thân thiết đã bị một con quái vật sát hại. Do quá sốc khiến cậu chẳng thể làm gì để đối phó với con quái nên nó đã tính kéo luôn cả cậu đi chung nhưng hai anh chị đã dùng chút hơi tàn còn lại để cứu cậu và để cậu chạy đi. Cũng từ đó cậu có ác cảm với những con quái vật. Những con quái vật này là những linh hồn từ thế giới khác đã lạc vào thế giới của con người và nhập vào đồ vật để tồn tại, cho nên chúng được gọi chung là vật thành tinh hay phó tang thần. Hioma giờ đây đã đủ mạnh mẽ để đương đầu với một phó tang thần ông cậu ở bên khác cũng đang chịu trách nhiệm đưa những phó tăng thần lành tính trở về thế giới của chúng cảnh sát tất nhiên là biết vụ này nhưng họ luôn để những gia tộc thuộc cục trừ tà xử lý ông chỉ cần nói chuyện với phó tăng thần và rồi đọc lệnh để chúng nhập vào đồ vật rồi mang về thờ cúng là xong việc cảnh sát có nhớ là hioma cũng đuổi theo một phó tăng thần nhưng ông tin là cháu trai vẫn sẽ dùng cách nói chuyện thay vì động tay động chân vậy mà vừa đi qua xem thử thì đã thấy cậu đấm cho phó tăng thần một trận rồi áp chế lại ông cậu đã phải gọi cho một gia tộc khác để nhờ họ trông nom hioma một thời gian lúc về nhà cậu giải thích việc cậu làm là để tránh việc phó tăng thần gây ra nguy hiểm nên mới phải đánh phủ đầu trước ông cho rằng không phải phó tăng thần nào cũng xấu cậu chỉ nên nhìn xem hành động của nó là gì và nếu chúng đã đến giai đoạn cuối thì mới được dùng đến tay chân đa số phó tăng thần chỉ muốn trở về và công việc của họ là lắng nghe mong muốn và giúp những phó tăng thần đó còn Hioma thì gặp đối tượng nào là ngay lập tức tấn công rồi cưỡng chế phong ấn mà không nói câu nào cậu cho rằng bản thân không hề sai năm xưa cũng vì điều ông nói mà cậu đã phải chứng kiến mất mát ông thấy cậu vẫn chưa nguôi mối thủ với phó tăng thần ông đã nghĩ cậu có thể vượt qua được chuyện đó nhưng có vẻ cậu không hề tiếp thu nên giờ ông sẽ dùng biện pháp mạnh ông đã cho hioma biết về những trường hợp đặc biệt đó là những phó tăng thần lành tính và kiểm soát được bản năng nên được thả cho tự do có một gia đình phó tăng thần đặc biệt đó đang sống chung với một chủ nhân là con người và cậu từ ngày mai sẽ phải sống chung với họ trên danh nghĩ là giám sát họ đây chính là biện pháp mà ông đưa ra để thay đổi cậu nếu cậu từ chối thì ông sẽ tước đi danh hiệu người trừ tà của cậu hioma sau đó phải đi dọn đồ cậu vẫn chưa hiểu việc bản thân làm có gì sai. Cậu nhìn lại bức hình của anh chị và không biết có nên đem nó theo hay không. Hioma sau đó đã đến Kyoto. Ông cậu đã cho cậu biết về người cậu sẽ đến ở chung là Botan, cậu sẽ phải học cách nhìn nhận lại về phó tăng thần ở đó. Các phó tăng thần đặc biệt kia lúc này đang đi chấn áp các phó tăng thần làm loạn khác và nhớ ra việc hôm nay có người mới đến nên đã chạy về gấp. Hioma lúc này đã đến nhà đó và gặp hai phó tăng thần là Haoji và Kushi. Cậu biết cả hai là phó tăng thần nên cảnh giác ra mặt bô tan thì vẫn còn là sinh viên nên không ở nhà đây bốn người còn lại lúc này cũng đã về cô bé tóc hồng này là kagami thanh niên mắt vàng này là suzuji bà chị đây là du và anh trai ngầu lòi này là naji haoji cho biết họ là sáu phó tăng thần phục vụ bô tan nhưng vẫn sẽ sẵn sàng chào đón cậu sẵn đây thì cậu cũng nói luôn là bản thân rất ghét phó tăng thần và không có ý định kết thân với họ nên khỏi phải chào mừng cậu sẽ chỉ đứng một bên để quan sát naji biết cậu đang giận cá chém thớt nhưng cậu lại xem họ ở đây là để lừa gạt Bô tan nên anh ta đã tức giận và hai bên đã quyết định dùng nắm đấm để nói chuyện. Nazi cấm tất cả can thiệp vào, Haoji cũng chẳng thèm cản lại mà để xem vụ này sẽ đi đến đâu. Nazi đã biến ra hai thanh kiếm, anh ta sẽ chỉ đánh cậu bằng sống kiếm để làm cậu đau là đủ. Hioma nhìn ra chiêu thức này chứng tỏ họ đã đến cấp độ nguy hiểm nên cậu cần phải rút hàng ra chơi. Nazi vừa lao lên thì kiếm của anh ta đột nhiên gãy đôi, Hioma đã lấy ra hai chiếc vòng mà anh chị cậu để lại. Hai món này có thể dùng để tấn công được vào phó tang thần. Hai bên cứ thế đánh mà không có chút nào là nhún nhường nhau. Tuy nhiên những người đứng ngoài đều biết cả hai chưa tung hết sức. Đột nhiên Du nhận được tin là Bô Tan sắp về nên báo cho Hao Di. Cô ra hiệu cho tất cả can thiệp vào để ngăn cả hai lại. Nhưng chớ trêu làm sao khi họ lại không hiểu ý nhau mà đồng loạt nhắm vào Hioma. Thế là cậu bị ăn bốn cú và thấy đúng là phó tang thần không thể tin tưởng được. Bô Tan lúc này cũng đã về và hỏi chuyện thì ai nấy đều im re. Hioma thì cũng cố trò hỏi một câu rồi gục. Và thế là cuộc sống của phó tang thần một cô gái thân thiết với phó tăng thần và một chàng trai căm ghét họ bắt đầu bô tan sau đó đã đưa cậu vào nhà và xin lỗi vì không ngờ cậu đến sớm như vậy nhưng cậu xem đó là do thiếu sót của bản thân cậu ngoài mặt nói không giận nhưng đôi mắt thì đáng sợ khiến bô tan hơi giật mình ông cậu đã để cậu ở đây một năm để hiểu thêm về phó tăng thần nên cậu chỉ cần biết phép tắc tí là được cậu không tin bô tan có thể tự mình quản lý được sáu phó tăng thần đột nhiên cậu nhận ra là thiếu một người nếu nói về na di thì anh ta đang bị treo lên ngoài kia anh ta không chấp nhận việc bản thân bị phạt trong khi Hioma là bị cả bọn đánh. Nhưng anh ta là người gây hấn nên mới là người bị phạt. Hioma thấy Bô Tan không biết nhiều về người trừ tà như cậu. Gia tộc của cậu được mượn sức mạnh từ thần cai quản ranh giới giữa nhân và yêu giới. Nên với các phó tăng thần thì thầy trừ tà như những cảnh sát. Nhưng ông cậu là cảnh sát thường còn cậu là cảnh sát mỹ. Phân biệt quá gay gắt. Cậu cho rằng Bô Tan đang bị lừa bởi những con quái vật kia khiến cô tức giận và không chấp nhận việc gia đình của cô bị gọi là quái vật. Cô cho cậu 3 ngày để hòa đồng và chấp nhận phó tang thân hoặc không thì cậu sẽ bị đuổi về. Nhưng ông cậu đã cảnh cáo là về giữa trường thì mất chức. Cậu chưa hiểu lắm vụ hòa đồng là cần phải làm gì thì những phó tang thần cũng chẳng thèm trả lời mà bỏ đi. Nazi đã tự thoát khỏi dây chói để vào trong cà khịa cậu. Anh ta thấy bô tan cho cậu 3 ngày là đã quá nhân tử. Với cả anh ta cũng chẳng muốn gây sự nữa vì giờ đánh lộn thì cậu mất luôn 3 ngày. Anh ta muốn cậu đi theo để anh ta chỉ dạy. Bô tan vẫn thấy bản thân hơi quá lời nhưng Hao Di thấy vậy là đúng. Còn Na thì đang dẫn Hioma đi săn phó tang thần. Điều kiện để sáu người họ được tự do là cho các thầy trừ tà mượn sức mạnh để đi chấn áp đồng loại. Nếu cậu giúp anh ta thì anh ta sẽ nói đỡ với Bô Tan giúp cậu. Cậu thấy anh ta rõ là đang trốn việc thì anh ta bao biện là đang cố làm thân với cậu. Cậu thấy anh ta đi săn đồng loại mà vẫn rừng dưng thì anh ta không ưa gì công việc này. Đúng. Nó là công việc bẩn thỉu, nhưng sáu người bọn họ sẵn sàng làm công việc bẩn thỉu này chỉ để được ở cạnh Bô Tan. Cả hai sau đó tìm đến một hang ổ xã hội đen. Chúng đang bị một phó tăng thần hành cho một trận thì cả hai đến. Tên kia đã quay sang tấn công cả hai thì Nazi và Hioma đã cùng hợp tác và phong ấn được hắn. Nazi thấy cậu nổi dị ứng nên nghĩ là cậu ghét phó tăng thần đến vậy nhưng không phải. Lúc ra về, Hioma đã cho Nazi biết về phó tăng thần nằm trong chiếc ô đã lấy mạng anh chị cậu. Cậu không hiểu sao thông tin về tên đó được bảo mật kỹ lưỡng. Cho nên cậu muốn cố hết sức để trở thành người đứng đầu gia tộc và lần đến được thông tin về tên nó. Sáng hôm sau. Hioma đã dậy sớm để tập luyện thì Botan gọi cậu vào ăn sáng nhưng cậu muốn tập xong rồi mới ăn. Lúc ăn thì cậu chỉ ăn đủ phần được đưa ra mà không hề xin thêm khiến cô thấy cậu quá cứng nhắc. Hioma đã lập ra danh sách, nếu trong thời hạn ở lại đây mà cậu có được chữ ký ủng hộ của đa số thì cậu sẽ tiếp tục được ở lại. Hôm nay cậu sẽ đi làm việc với Suzuji và Kagami. Do cái tính cứng nhắc đó nên Botan lo là cậu sẽ không hợp được với Suzuji, vì cậu ta ra phố thì cứ hở tí là kiếm gái bắt chuyện. Cậu cho rằng Suzuji đang lừa gạt con người thì cậu ta chỉ đang cố kết bạn nhiều hơn. Còn Kagami thì hở ra là ăn khiến cậu cũng tức giận vì phó tăng thần không cần phải ăn và hành động của cả hai cứ như đang cố để giả làm con người. Nhưng cả hai đã nói ra việc bản thân chỉ muốn hiểu hơn về con người để phục vụ nhiều hơn cho Botan nên hy vọng cậu đừng có lườm họ như vậy nữa. Cậu đã hiểu và xem việc Suzuji tán gái là sở thích còn việc ăn uống thì chỉ như là bổ sung năng lượng để làm việc mà cho qua. Cả hai sẽ đưa cậu đến gặp một phó tăng thần và cũng hy vọng cậu đừng lườm người ta nữa là được. Cả ba sau đó đến gặp một phó tăng thần mong muốn được trở thành trường hợp đặc biệt là Zagen, cô là một chiếc cối nghiền thuốc đã có linh hồn. Suzuji chỉ đến hỏi cô một câu để kiểm tra. Cậu ta hỏi lý do cô muốn trở thành trường hợp đặc biệt thì cô chỉ là có cảm giác thân thuộc nên muốn ở lại hiện thế. Qua câu trả lời thì cô đã được thông qua. Nhưng vẫn phải để Kagami dùng kính chiếu yêu để soi xem cô có quá khứ mờ ám hay không nữa. Qua kính chiếu yêu thì cô vẫn an toàn và chưa có tội nên có thể ở lại đây. Suzuji sau đó sẽ đưa ra đi và nhờ Hioma gọi cho Botan để xem có cần mua gì hay không. Nghe đến họ của Botan thì đột nhiên Zagen giật mình mà tấn công Suzuji, Hioma đã lao đến cứu Kagami và áp chế cô ta. Đang định phong ấn thì cậu đã nghe lý do cô ta hoảng sợ là vì từng nghe đến những phó tăng thần tấn công đồng loại của nhà Botan nên mới sợ hãi. Suzuji đã trở lại và giải thích vấn đề nên Zagen mới tin tưởng mà đi theo cậu ta. Kagami đã cảm ơn và chi Hioma biết về những trường hợp đặc biệt sẽ được xử lý ra sao. Tối về cậu cho Kagami ngồi trên lưng để tập luyện. Botan thì cũng đã quen với cái tính cứng nhắc của cậu, và danh sách chấp nhận cho Hioma ở lại giờ đã có 3 trên 6 cái tên ký vào, sáng hôm sau. Hioma thức dậy và nhận ra hôm nay đã là ngày thứ 3 và cậu mới chỉ có một nửa số chữ ký. Trong lúc đó, có 4 tên phó tăng thần ở khu này đã cay cú những phó tăng thần ở nhà Botan từ lâu. Chúng không ưa việc phó tăng thần lại nghe theo con người để đi săn đồng loại, lúc đi rửa mặt. Hioma có gặp Botan và cô rất muốn tăng thời hạn lên cho cậu, nhưng cậu đã tự đưa mình vào tình cảnh này nên cậu muốn chịu trách nhiệm về nó. Ba người đã ký cho cậu biết là chỉ còn mỗi du nữa vì hauji và ông Kusi đều đã không phản đối ngay từ đầu. du đặc biệt không có ấn tượng tốt với cậu và cũng khá là vô tình nên có thể nói du là cửa ải khó nhất mà cậu phải vượt qua. nhưng nếu ngẫm lại thì tính của du và hioma khá hợp nhau nên phần còn lại chắc phải tùy vào duyên số. cậu lúc này đã đến gặp du và cô đã tự mình xử lý xong hết vụ phong ấn. cô nói thẳng ra là cô không hề ưa cậu về việc cậu đã làm và đã nói ở ngày đầu và cả việc cậu đã làm Bô Tan phải khóc. Cô cho cậu hai lựa chọn, một là từ bỏ, hai là hãy làm cô tâm phục khẩu phục ở đây rồi cậu sẽ có chữ ký. Cô sau đó đã tỏa linh khí ra xung quanh khiến cho bốn tên phó tăng thần kia nhận ra và mò đến. Naji cũng nhận ra và biết nếu Du nghiêm túc thì Hioma không ổn rồi. Cậu lúc này chỉ chăm chăm bỏ chạy mà không thèm đánh trả. Du thì cứ liên tục ném những cây kim khổng lồ về phía cậu. Chiếc khăn của cậu dính đòn thì ngay lập tức bị cuốn lại. Cô muốn cậu tấn công chứ đừng chạy. Sau đó cô gọi ra mấy cái châm tóc và sút về phía Hioma. Dẫu vậy thì cậu vẫn không chút phản kháng. Cô bắt đầu lấy cái định kiến của cậu ra để nói thì cậu đã thú nhận việc bản thân bị đưa đến đây là để thay đổi cái định kiến đó. Sau hai ngày ở đây thì cậu đã có cảm giác họ đúng là khác biệt với những phó tăng thần khác. Và cho đến khi cậu nhìn nhận rõ được sự khác biệt đó thì việc ra tay với mấy người vẫn còn hơi sớm. Dù đã thay đổi cái nhìn về cậu còn haoji ở nhà đã thông báo cho ông của Hioma rằng cậu có vẻ sẽ được ở lại đây dù kết quả ra sao. Nhưng ông cũng cảnh báo họ rằng bóng tối trong tin Hioma sâu sắc hơn họ nghĩ nhiều ông rất xin lỗi nếu cậu có gây phiền phức nhưng vẫn hy vọng họ sẽ trông nom được đứa cháu này của ông. Du đã trả lại khăn cho cậu và cậu tự tin vẫn còn nửa ngày để thay đổi và khiến cô phải ký vào giấy. Cậu lúc này cũng nhận ra cảm xúc du dành cho bô tan rất giống con người. Có vẻ cô rất thích bô tan nhỉ? Câu nói này của cậu khiến cô đỏ mặt mà ném cho cậu một kim bay lên trời. Tên phó tăng thần đối địch đã xuất hiện và nazi cũng vậy. Tên kia thấy Hioma ma ngáng đường quá nên suốt cậu đi mất. Hai bên số lương tương đương nhau và nazi nghĩ là du lại gây chuyện gì mà để lũ này tìm tới. Suzuji thì biết chắc là sắp phải đánh nhau Còn Hioma thì bị nhốt lại đằng kia luôn rồi Naji muốn tạm dừng để Du lôi cổ Hioma ra đây cái đã Đám kia thấy bản thân hơi bị coi thường nên quyết định nhắm vào Hioma trước Cả bọn sau đó buộc phải chia ra đánh Naji đã giữ chân tên màu gà lại đây để Du chạy đi giải thoát cho Hioma Suzuji đã kịp gọi về cho Haoji và cô đã gọi cả ông Kushi đi theo Cô hy vọng sau vụ này thì sẽ nhìn được bản chất của Hioma Một tên đã ném móc vào Du thì bị Suzuji dùng mực nhốt lại một tên dùng obi để kết khoa nhắm vào cậu ta thì kagami đã dùng gương đánh lừa hắn đột nhiên kagami cảm thấy có kẻ di chuyển trong tòa nhà nên cảnh báo du tên to con với hai tay là kéo đã xuất hiện thì cô né kịp nazi thì vẫn đang solo với tên màu gà nazi đã đính chính là việc anh ta nghe theo con người cũng như cách đồng bọn nghe theo lệnh hắn và lý do anh xem chúng là kẻ thù cần tiêu diệt là vì chúng đem con người ra hành hạ như thú tiêu khiển tuy nhiên mấy lời chúng nói đã bị hiyoma nghe thấy cậu đã tự mình thoát ra khỏi phép của du tên tay kéo lao lên tấn công cậu thì cậu nhảy xuống và chia đôi hắn hai tên kia lao đến thì cậu cũng làm nhẹ một đường và lao đến sút bay tên màu gà hắn thấy cậu cũng như hắn thích việc giết chóc này cậu không phủ nhận điều đó mà quyết tâm sẽ tiêu diệt hết những tên phó tăng thần đe dọa đến loài người hao di giờ đã hiểu được phần nào bản chất của Hioma trước đây trong mắt cậu thì phó tăng thần họ chỉ như những đồ vật gây hại đến con người nhưng có vẻ phần nào cậu đã thay đổi cô tin là tâm hồn méo mó của cậu vẫn có thể được chữa lành cô tin cậu sẽ cứu được bô tan người từng được phó tăng thần cứu sống mối nhân duyên của cậu và botan tan sẽ do chính tay họ kết nối những phó tăng thần năm xưa botan tan đã từng nằm giữa ranh giới của sự sống và cái chết nên ông của cô đã giao cho sáu người đây bảo vệ cô để cô được tận hưởng cuộc sống như một con người và ta biết lúc ông của hioma gọi cho hao thì cô đã ra một điều kiện cho ông để nhận việc trông nom hioma hioma giờ đây đã có chữ ký của du cậu giờ mới bắt đầu cuộc sống ở đây cậu nhận ra nơi đây có một mối liên kết khác nào đó mà cậu sẽ phải quan sát kỹ lưỡng để xem phó tăng thần mà cậu có thể đặt lòng tin liệu có tồn tại bô tan đã chạy về vì nghe tin cậu đã thu thập được đủ chữ ký cậu cứng nhắc quay sang xác nhận điều cô vừa nói và xin phép được chào hỏi lại lần nữa cô đã phải bật cười vì cậu quả thật quá cứng nhắc trong lúc đó những người kia thì biết lý do du chịu ký là để không ảnh hưởng đến công việc và họ cũng đề cập đến việc là thời điểm đó sắp đến bô tan đã cho hioma biết về việc người trong nhà sẽ luân phiên nấu ăn Hioma cũng biết nấu tạm tạm nên sẽ thoải mái với việc này. Đột nhiên cả hai gặp Du và Haoji, Haoji quyết định sẽ nói ra thỏa thuận bí mật giữa cô và ông của Hioma. Họ cùng nhau đến phòng lớn, giao ước bí mật mà cô đã thỏa thuận là cậu sẽ đến đây với tư cách người giám sát họ. Và đổi lại thì họ cũng ra một điều kiện là được thử thách và đánh giá cậu trong vòng một năm ở đây để xem cậu có xứng đáng với vị trí mà họ đang tìm kiếm lâu nay hay không. botan Tan biết nhưng bị Du bịt miệng không cho nói. Và vị trí họ tìm là vị trí ông chủ của nhà này. Hay nói cách khác là hôn phu cho botan Hiomader một cục mà chẳng hiểu miệng gì còn Botan thì chỉ biết đỏ mặt. Bô tan nghĩ cả bọn đang đùa nhưng tất cả họ đều nghiêm túc. Họ cho biết đó là sứ mệnh của họ vì tất cả sáu người họ đều là những món đồ mà bô tan sẽ mang theo khi về nhà chồng. Trước ký cậu giành được mang ý nghĩa là cậu đã được thông qua. Ông cậu cũng đã thông qua nên giờ là cần ý kiến của cậu nữa. Hiển nhiên là vẫn chỉ mỗi du là chưa hề chấp nhận cậu và nếu cậu làm tổn thương Botan thì cô sẽ xin cậu ngay. Nhưng cậu vẫn chưa thể chấp nhận được vụ này giờ đồng ý ngay thì không được mà từ chối thì làm mất mặt ông nên cậu xin thêm thời gian suy nghĩ cậu sau đó xin phép ra ngoài chạy bộ ai nấy thấy cậu có vẻ bĩnh tĩnh xử lý được botan lo là sẽ phải khó xử vì vụ này suốt một năm với cả cô cũng không nghĩ hioma sẽ chấp nhận cái gia đình này Di cho rằng botan đang lo hơi quá cũng vì cái tật này mà họ mới lo là botan sẽ chí ít họ thấy hioma vẫn biết bình tĩnh thay vì hoảng loạn nói là vậy chứ lúc ra khỏi nhà thì cậu cũng đỏ mặt mà chưa hiểu chuyện này là sao botan hôm sau chẳng biết phải nói sao với hioma và haoji lại khoái việc nhìn bô tan lúng túng như này Hioma thì đã gọi cho ông và cậu nghĩ rằng ông đưa cậu vào mối quan hệ này để cậu rèn luyện tinh thần vững vàng hơn nhưng không ông chỉ là lo vì cậu 21 tuổi đầu rồi mà còn chưa có lấy một mối tình nào nên mới thuận đường đẩy thuyền với haoji luôn cậu cúp máy và đi tìm haoji để bàn chuyện nhưng haoji và ông kusi đã ra ngoài công tác du và naji thì đi dẹp nốt đồng bọn của đám lần trước mà không gọi cậu đi theo bô tan cũng sắp ra ngoài nên có gặp qua Hioma. Cô muốn cậu đừng có để tâm vụ mà Hao Di sắp đặt thì cậu cũng nói thẳng là bản thân không hề để tâm khiến cô khá buồn mà rời đi. Suzuji thấy cậu quả là ngốc khi đã lạnh lùng nói ra những lời đó để rồi khiến Bô tan tổn thương. Tới Kagami đây còn khóc và đấm cậu vì nói ra những lời đó. Cậu thậm chí còn chưa hiểu lắm ý hai người muốn nói là gì. Bô tan lúc này tuy nghe được những lời rõ ràng đó của Hioma nhưng thâm tâm cô vẫn có chút hụt hẫng. Đột nhiên cô chạm mặt một tên phó tăng thần, hắn là đại ca của đám mà Ju và Nazi đang đi giải quyết chúng đã bị xử lý hết và một tên đã nói ra việc đại ca hắn hẳn là đã bắt được bô tan buộc cả hai phải quay về cứu bô tan gấp bô tan lúc này cố chạy thì tên kia vẫn chặn cô lại hắn là cái gạt cho nên có thể điều khiển được cho để cản cô nhưng hioma đã lao đến đối phó với hắn cậu đẩy lùi hắn và đúng lúc này hai người kia cũng đến nazi đã gọi kiếm lên cắt đôi hắn và để du bọc lại du đã lao đến xem bô tan như nào còn hioma biết được việc nhóm phó tăng thần đang cố để tự xóa sổ bản thân nên mới cần có người để bảo vệ bô tan thay họ nhưng dù sao thì cũng cảm ơn Hioma vì đã đến cứu Botan. Anh ta sau đó kéo Judy xử lý nốt mấy tên mà cô đang nhốt ở chỗ cũ. Hioma đã sẵn đây xin lỗi Bô Tan vì khiến cô hiểu nhầm. Ý cậu lúc nãy chỉ là muốn cô đừng để tâm lời mà hội Hào Di nói để rồi gặp phiền phức. Hai người ở nhà thì không biết Hioma đã xin lỗi xong chưa vì Hioma là dạng người không biết lựa lời để nói. Không phải cậu cố lạnh lùng hay không để tâm việc đó, chỉ là cậu không biết phải lựa lời sao để giải thích cho cô hiểu. Cô đã bật cười vì gia đình hai bên quả là lanh chanh nên họ cũng khá là vất vả. Sáng hôm sau, Naji đã làm om sòng về việc Hioma đòi rán bùa quanh nhà để ngăn chặn những phó tăng thần thông thường xâm nhập vào. Naji cho cậu biết là ông Kusi đã dựng kết giới quanh nhà rồi nên bùa là không cần. Nhưng cậu đã lỡ rán nên Naji bắt cậu đi mà gỡ hết. Suzuji cũng nhớ đến việc Haoji và ông Kusi đã đi gặp người đó và hy vọng hai người đấy vẫn ổn. Trong lúc đó, Haoji và ông Kusi đã đến gặp ông của Hioma. Cả ba đã lâu rồi mới gặp lại và mục đích lần này là để ngăn chặn một thực thể tên là Kai. Thực thể này cực kỳ nguy hiểm và màn chào hỏi là một đợt tấn công. cả ba bị nhốt lại trong nhiều bức tường. Lưỡi đao bay ra thì bị ông của Hioma giải trừ. Ông muốn cai bốt chào hỏi khách kiểu này đi. Cai là một trong tam đại phó tăng thần. Hắn quá mạnh nên phải bị giam giữ ở nơi này. Đổi lại thì hắn được quyền chỉ định bất kỳ ai đến để mua vui cho hắn. Cục trừ ta đã chấp nhận hắn là một trường hợp đặc biệt nhưng lại e ngại sức mạnh to lớn của hắn nên đã cho phó tăng thần bên cạnh là Isuki phong ấn hắn ở đây. Có thể nói hai người này là bộ đôi phó tăng thần mạnh nhất. Cai thấy hứng thú về việc Hioma đang ăn ở tại nhà Botan nên muốn cả ba ngồi lại kể cho hắn nghe, rượu và thức ăn hắn đều có. Ông muốn kiếm cớ ra về thì hắn không cho và bắt phải ở lại đây vài ngày để mua vui cho hắn. Hioma lúc này đang đi thu những lá bùa về vì Nazi cho rằng nó cũng sẽ ảnh hưởng đến Botan. Nhưng Hioma vẫn thấy cấn cấn thứ gì đó. Cai đã cho ta biết việc Hioma bị gửi đến nhà Botan có hai mục đích. Thứ nhất là để cậu sửa lại bản tính và thứ hai là họ muốn cân bằng Botan lại. Vì Bô Tan là một con người nằm giữa ranh giới giữa con người và phó tăng thần, việc cô suốt ngày ở bên phó tăng thần đã buộc họ phải đưa Hioma đến để cân bằng lại Bô Tan. Còn Hioma thì phát hiện lá bùa của cậu đã cháy, chứng tỏ nó đã có tác dụng trong việc ngăn chặn những phó tăng thần đến để tấn công. Cai đã cảnh báo nhóm của Hauji về việc những kẻ đi trước một bước đã xuất hiện nên họ lo mà cẩn trọng. Và hai kẻ đã phá bùa của Hioma cũng đã xuất hiện và tìm đến cậu. Bốn phó tăng thần lúc này cũng đang đi xé bùa của Hioma nhưng càng đến gần thì họ càng bị tê liệt bởi nó hioma lúc này buộc phải lừa rằng bản thân là người của chính phủ chứ không phải người mà chúng tìm cậu vừa như quay đi thì hắn nhận ra chính phủ làm gì biết về vụ kết giới nhưng cậu đã quay lại phong ấn một tên và tính bắt sống tên còn lại để ép hắn khai ra vị trí đồng bọn nhưng cậu đã mắc sai lầm tên này đã tránh được đòn của cậu và tên mà cậu vừa nghĩ là đã phong ấn thì vẫn còn ở bên ngoài dù lúc này có gọi cho hioma để hỏi xem còn bao nhiêu lá bùa thì thấy cậu không trả lời và lá bùa cũng đã cháy nên cô biết có chuyện đã xảy ra hioma lúc này nghĩ hai tên này nhắm vào các phó tăng thần của botan nên nhất quyết sẽ không nói ra nhưng chúng muốn thông tin về cậu và gia tộc của cậu chứ không phải những người kia vì chúng đã dình ở quanh nhà botan từ lâu và không biết mục đích cậu vào nhà đó là gì phải chăng gia tộc của cậu đang nhắm vào sức mạnh mà botan sở hữu nếu cậu không nói thì chúng sẽ phát động một cuộc chiến tranh giành botan cậu đã bắt đầu lấy vũ khí ra đánh trả cậu không cần biết hắn đang nói gì mà chỉ cần biết chúng đang nhắm vào botan và phó tăng thần nhắm vào dân thường thì cần phải bị tiêu diệt Hắn nhận ra cậu không hề biết gì về Bô Tan và Du cũng đã xuất hiện để cho chúng biết lý do Hioma ở đây. Hắn tên là Aoji và vì hắn đã có câu trả lời nên Du muốn hắn ra về. Hioma không cho thì bị Du ngăn lại. Vì cậu mà động tay vào thì chuyện này sẽ thành chuyện lớn. Chúng có nhiệm vụ điều tra thông tin mà chủ thuê muốn. Aoji sẽ không xin lỗi vụ hắn đã làm hơi quá vì đây là một phần của công việc. Hioma thì mải suy tính kế hoạch để hạ hai tên này nếu lần sau có gặp lại thì Du đuổi cậu về còn cô sẽ lo nốt lá bùa còn lại. Lúc ra về. Cậu không biết ý Aoji là gì khi nói đến sức mạnh của Botan, vậy là vẫn còn những điều bí ẩn mà cậu vẫn chưa biết về cô. Hôm sau, Haoji đột nhiên diện đồ đẹp để đi hẹn hò với Hioma, nguyên do là vào 30 phút trước. Haoji vừa về từ chỗ của Kai và nghe việc Hioma đã bị Aoji tra hỏi. Cậu lúc này đột nhiên ngỏ lời muốn hẹn hò để tìm hiểu về Botan nhưng bị cô từ chối. Vì cô sắp đến hạn nộp báo cáo mà giờ nãy vẫn chưa xong. Cô đã chạy đi trước và Hioma sau đó mới phải đề cập đến những điều cậu thắc mắc với Haoji và Kagami. Hao Di biết là sớm muộn gì cũng phải nói ra nên đã bảo cậu đến trước cửa hàng tiện lợi chờ cô. Và lý do cô mặc như này là để giả làm một cặp với cậu và bám theo Bô Tan. Lý do phải bám theo là để cậu thấy được mọi thứ xung quanh Bô Tan hàng ngày. Ở nhà thì có kết giới nhưng khi ra ngoài thì Bô Tan luôn phải cảm nhận những ánh nhìn từ các phó tăng thần khác. Họ lúc này cũng quan sát cô từ mọi hướng và cô buộc phải chấp nhận nó. Lúc Bô Tan đã đến trường và kịp thời nộp báo cáo thì mấy cô bạn có hỏi Bô Tan về việc gần đây cô có quen anh nào hay không. Bô Tan có nhớ đến Hioma và không biết nãy cậu đã nói gì. Hioma lúc này được Hao cho biết về các phó tăng thần. Về cơ bản thì phó tăng thần là những linh hồn nhập vào trong đồ vật và có được sức mạnh. Vậy sẽ như thế nào nếu phó tăng thần có cơ thể là con người thì sức mạnh sẽ lớn đến đây? Liệu có như một vị thần? Và Bô Tan là một cơ thể hoàn hảo để các phó tăng thần có thể chiếm lấy. Cũng bởi vậy nên các phó tăng thần đã đặt ra luật là không được động vào Bô Tan. Giờ cậu đã phần nào hiểu lời của Ao lúc đó? Và cậu muốn biết liệu nhóm Hao có dám tự tin là sẽ không có ý đồ xấu khi ở bên Bô Tan hay không? Cô muốn cậu bớt hỏi mấy câu như đang đùa ấy, vì Bô Tan đã được giao phó lại cho họ từ rất lâu, 3 năm đầu lúc điều luật được đặt ra. Bô Tan đã phải sống trong nhà vì mỗi khi ra ngoài thì những đứa trẻ bị nhạy cảm với năng lực của Bô Tan sẽ thấy sợ và người lớn cũng theo đó mà dùng mình với cô. Trong khoảng thời gian đó, tình thân gia đình là thứ đã sinh ra được trong lòng của 6 người bọn họ. Họ đã tốn rất nhiều thời gian để giúp Bô Tan vượt qua được sự sợ hãi của những người xung quanh. Và rồi lại mất thêm thời gian để giúp năng lực của Bô Tan không còn ảnh hưởng lên những người khác. Và nhờ đó họ đã được ông của cậu công nhận nên chắc cậu sẽ không nghi ngờ quyết định của ông đâu nhỉ. Cậu cũng tự tin bản thân sau này sẽ có thể bảo vệ được Botan khiến Kagami từ sau kia đã phải lộ diện. Cả hai đều thấy cậu có vẻ đã sẵn sàng để làm hôn phu của Botan vì lời cậu vừa nói chẳng khác gì là sẽ ở cạnh Botan trọn đời. Botan cũng đúng lúc ra về và không hiểu sao cả ba ở đây. Di đã nói dối rằng đây là tiệc gắn kết tình bạn. Hioma đã có hỏi Kagami về bố mẹ của Botan thì chẳng ai biết về họ. Botan từ nhỏ đã được ông giao lại cho họ và sau khi ông mất thì chẳng còn thấy ai tự nhận là người nhà của Botan nữa. Cả hội sau đó đã ra về và Bô Tan biết Di đã kể lại quá khứ của cô cho Hioma nghe. Cô lo là Hioma sẽ thấy cô kỳ dị hay gì đó. Với cả vụ sáng nay cô đẩy Hioma cũng khiến cô lo là cậu nảy sinh ác cảm với cô. Nhưng trái với suy nghĩ khi cậu thấy ngưỡng mộ cô, cô thấy vui vì Hioma là người đầu tiên thấy ngưỡng mộ cô khi nghe về quá khứ đó. Cậu cũng thấy hình ảnh những phó tăng thần thân thiết với Bô Tan rất giống anh chị của cậu nên đã gần như chẳng còn chút nghi ngờ nào về họ nữa. Trời sau đó cũng đã bắt đầu có tuyết đầy đường. Botan thì vẫn phải đi học còn Hioma sáng ra thì vẫn chạy bộ. Thấy cậu mặc áo quá mỏng nên Botan đã cho cậu một cái túi giữ nhiệt để đỡ bị cảm. Cả hai vừa rời khỏi nhà thì Aoji tìm đến và được đưa vào cho Suzuji tiếp. Kagami thì chẳng ưa gì Aoji, lý do là vì Aoji đã đập Hioma bị thương bầm dập. Aoji tạm thời tin về việc Hioma đến đây chỉ là để rèn luyện sửa đổi tâm tính, nhưng khách hàng của hắn vẫn ngờ vực về việc họ có hành tung đáng lưu ý. Suzuji đã lắt léo và khiến hắn phải nói ra việc có ba thế lực lúc này đang nhắm vào cái nhà này và xem chừng kẻ sẽ ra tay đầu tiên chính là đội bảo hộ kyoto aoji sau đó đã ra về và naji có khen ngợi vì suzuji đã xử lý được vụ này và còn moi được thông tin từ aoji nhưng có một điều aoji đã không nói cho họ biết đó là vài ngày trước và buổi đêm thì hắn đã chạm mặt một nữ phó tăng thần cầm ô cô ta muốn xin ít thông tin từ aoji nhưng hắn chỉ cung cấp thông tin khi có thông tin cung cấp lại để trao đổi hắn muốn xem thử gia đình này sẽ vượt qua cơn sóng gió phía trước ra sao hôm sau hiyoma phải đến gặp đội bảo hộ kyoto đó để xin giấy phép hoạt động trong này ông cậu và những người khác để nhắc cậu cảnh giác với người đứng đầu đội bảo hộ vì lão ta là một con cáo giả lúc đến gặp hiyoma thấy có một phó tăng thần bịt mắt ở đây ông ta cho biết đây là trường hợp đặc biệt mà ông ta xin để phụ giúp công việc hai thanh niên đây là thầy trừ tà và nghe việc hiyoma là con cháu của gia tộc lớn thì nghĩ cậu là dạng công tử không làm được gì cậu sau đó được xem cách đội bảo hộ này làm việc và ông trùng đội này cho biết cậu có thể được quyền hành động trừ tà ở đây và nếu cậu có nhu cầu thì cứ vào đội của ông mà làm vì bên ông cũng đang thiếu nhân lực. Và ông ta cũng có chuyện muốn nhờ cậu và chuyện này liên quan đến gia đình nhà Bô Tan, cô lúc này ở trường và tự hỏi tối nay có nên làm một bữa lẩu hay không. Còn Hioma thì bị ông ta ngỏ lời mời giúp đỡ, vì ông ta xem Bô Tan là một mối nguy hiểm. Nếu cô thức tỉnh và trở thành một phó tăng thần thì cô sẽ trở thành chủ nhân của toàn bộ phó tăng thần trên thế giới. Và đến lúc đó thì hậu quả khôn lường ra sao cũng khó ai có thể nghĩ đến ông ta không thể xử lý được bô tan vì ông của cậu và dàn vệ sĩ luôn ở quanh để bảo vệ bô tan nhưng hioma đã vượt qua được lớp phòng thủ đó và tiếp cận được với bô tan nên cậu là người duy nhất có thể phong ấn các vệ sĩ và xử lý cô nhưng sau cùng thì câu trả lời của hioma là từ chối cậu không xem cô là quái vật và cũng không hề ghét cái gia đình đó nên cậu một lần nữa từ chối ông ta đã dùng bùa phép vây quanh cậu và cho cậu cơ hội cuối nhưng câu trả lời vẫn là từ chối nên ông ta cho kích nổ bùa và một tên vừa lao lên đã ngay lập tức ăn một đá của hioma cậu để lộ những vết sẹo trên người như để khẳng định rằng cậu không phải là một tên công tử bột vô tích sự chẳng làm được gì. Kinh nghiệm chiến đấu của cậu cũng dày dặn không khác gì một cao thủ. Ông ta thấy cậu cũng không phải dạng dễ đối phó vì cậu có thể đánh được bằng cả võ thuật lẫn bùa chú. Thế là ông ta gọi ra nhiều con rối mà ông ta điều khiển. Đám này đều chỉ phục vụ một vai trò duy nhất là bào mòn thể lực của cậu để ông ta dùng phép trói lại, nhưng cậu muốn biết cô gái phía sau là ai. Cô ta là con gái của ông trùm đây và ông ta có hỏi con gái có tham gia hay không thì cô ta từ chối, không chần chừ cậu rút ngay một tên bay về phía gần cô ta một tên đã tung đòn tấn công thì bị cậu tóm lấy ném đi cậu cũng rút ra vũ khí và một đường chém đôi hai tên lao đến ông ta nhận ra thứ đó là vũ khí bí truyền của nhà cậu tên là thiên dẫn nham cậu đã hào phóng để lộ kỹ thuật của gia tộc chứng tỏ cậu đã sẵn sàng tinh thần ông ta đã nghe về bi kịch của cậu và nhận thấy cậu có vẻ đã nuôi dưỡng lòng thù hận đó nhiều hơn ông ta tưởng tượng nazi lúc này đang đi mua đồ để tối làm lẩu thì đã kể cho suzuji biết việc hioma đã bắt đầu chiến đấu từ năm 12 tuổi cậu lúc đó đã tự tìm tòi rồi đặt mạng sống cho việc săn phó tăng thần vào năm 18 tuổi cậu đã tự mình tiêu diệt được phó tăng thần được cho là mạnh ngang cả họ hioma lúc này đã xử lý hết bọn phó tăng thần mà ông ta điều khiển nhưng ông ta vẫn chưa cho đàn em hành động vội mà gọi ra một phó tăng thần mà ông ta điều khiển nữa cậu nhận ra phó tăng thần này là cô gái da ghen và cậu đã cùng suzuji đi thương thuyết lần trước cậu đã không nghĩ sẽ gặp lại cô trong tình cảnh này cô liên tục lao đến tung cước vào cậu nhưng cậu không muốn hại cô nên chỉ đành chống đỡ thay vì dùng vũ khí để chống trả Ông ta nhận thấy cậu cũng có lòng chắc ẩn với phó tăng thần. Tuy cậu có thể ra tay không thương tiếc với kẻ thù nhưng với người mà cậu quen biết thì lại bối rối khi ra tay. Ông ta cho rằng việc gửi Hioma đến đây đã khiến cậu mềm yếu thay vì trưởng thành hơn. Ông ta đang định lợi dụng để giam cậu vào một con rối để dễ điều khiển thì cậu lại chấp nhận hứng đòn của Zagen và tung một chiêu vào mắt cô. Cậu sau đó chụp hết mớ bùa ông ta ném tới và lao đến sút vỡ mồm tên đàn em và chĩa vũ khí vào ông ta. Zagen thì đã trở lại bình thường do đòn ban nãy của cậu là nhắm vào bùa phép của ông ta trói buộc lên Zagen. Con gái ông ta nhìn cậu thì nhớ lại việc năm xưa cũng đã gặp anh chị của cậu và được nghe kể về cậu. Và giờ đây có vẻ cậu giống như lời kể khiến cô ta khuyên cha nên dừng lại vì nếu Hioma đánh thật thì họ thua chắc. Và nếu ông còn tiếp tục thì cô cũng sẽ vào giúp Hioma vì cô đã thấy hứng thú với cậu. Ông ta sau đó đã gọi đàn em dậy và bật cười rồi cho rằng bản thân nãy giờ chỉ là kiểm tra trước khi cấp giấy phép cho cậu. Ông ta cũng xin lỗi về vụ nói xấu gia đình Bô Tan. Ông ta lo là bản thân không qua mặt được Hioma nhưng cậu lại dễ lừa hơn ông ta tưởng. Ông ta cũng quyết định giao ra ghen lại cho cậu. Cô con gái sau đó có đưa cậu địa chỉ liên lạc để lúc nào đó cùng cậu trò chuyện về hai anh chị. Cô cũng giới thiệu bản thân là Subaki. Jagan vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra nên Hioma sẽ giải thích trên đường về. Lúc về đến nhà, ai nấy vẫn đang lo cho việc làm lẩu. Jagan vẫn còn bận tâm việc nơi này là nhà của những ác quỷ săn đồng loại. Cậu muốn cô chịu đựng một ngày vì ngày mai người nhà cậu sẽ đến đưa cô đi. Lúc vào trong nhà, Bô Tan thấy lo vì nhìn cậu có vẻ tà tơi. Còn Hioma thì suy nghĩ về việc ánh mắt của cha Subaki không hề giống như đang nói dối ông ta thực sự rất muốn trừ khử Bô Tan. Bô Tan đã vào lấy đồ ra để băng cho cậu. Cậu cũng gọi ra vào và xin được cho ghen ở nhờ một ngày. Cô thấy ghen cũng quần áo tả tơi và còn là mỹ nhân nên nghi ngờ cậu vừa làm gì cô. Hioma sau đó buộc phải ngồi lại để giải thích. Ông Kusi thì cũng đã về và say không tỉnh nổi. Naji thì lợi dụng xin số của ghen để làm quen. Sáng hôm sau, những người khác đã ra ngoài mua sắm. Haoji phải ở nhà trông chừng ông Kusi và Hioma muốn xin phép ra ngoài vì cậu cần đưa ghen đi một nơi hao di bảo bô tan đi cùng vì để cậu đi chung với mỹ nhân là không ổn da ghen cũng muốn cô đi theo vì mắt Hioma đáng sợ quá cả ba đã cùng về nơi mà da ghen từng ở với chủ nhân lúc chỉ còn là cái cối nghiền thuốc cô không nhớ rõ mặt chủ nhân lắm nhưng cô luôn có cảm giác về nơi này cô đã từng về đây vài lần nhưng chưa vào lần nào tuy không vào nhưng chỉ cần ở ngoài thôi là cũng đủ đối với cô da ghen sau đó xin đi sớm vì không muốn tốn thêm thời gian của đôi uyên ương cả hai đã phải giải thích rằng vụ hôn phu kia chỉ là do hội hao di bày ra lúc đến ga tàu Jagen đã cảm ơn Hioma đã giúp cô nhiều như vậy nhưng cậu cho rằng đây chỉ là công việc. Jagen đã cho cậu biết cô cảm thấy Botan rất giống như một chủ nhân. Hẳn là mọi phó tăng thần đều thấy cô có ánh sáng như cô. Nên cô hy vọng cậu sẽ bảo vệ tốt cho Botan. Chiều hôm đó, Botan đã cảm ơn Hioma vì đã đưa cô theo và giúp cô học thêm được nhiều điều. Cô sau đó có hỏi Hioma về lý do gì mà trước đây cậu lại căm ghét phó tăng thần đến vậy. Cậu nhận thấy Haoji chưa kể cho cô, cậu sẵn đây cũng kể luôn rằng hai anh chị song sinh của cậu đều bị phó tăng thần sát hại cả hai đều bị sát hại bởi một phó tăng thần mà cả hai bắt gặp trên đường hình ảnh kẻ đó xiên hai anh chị cậu và cười một cách ngạo nghễ là thứ cậu sẽ không bao giờ quên bô tan xin lỗi vì gợi lại ký ức tệ nhưng đáng ra cậu nên kể sớm mới đúng nhưng giờ cậu đã hiểu ý ông khi ông nói rằng phó tăng thần cũng có nhiều kiểu nhưng bô tan cũng đã thấy cậu đã thay đổi khác so với lúc ban đầu cậu giờ đây rất khác với ấn tượng ban đầu của cô những lời cậu từng nói trước đây thật sự gây tổn thương nhưng giờ cô kỳ vọng ở sự thay đổi hoàn toàn của cậu cậu cảm nhận được những ánh nhìn về phía này và trong đó có một cái có sát khí ba người kia bảo du đừng có gây áp lực nữa nhưng cô không chấp nhận được việc bô tan đang hẹn hò với hioma bô tan cũng muốn cậu gọi cô bằng tên thay vì bằng họ hội kia phải ngăn du lại trước khi cô lao xuống đe dọa hioma không lâu sau đội bảo hộ kyoto phát hiện có dấu vết phó tăng thần tra tấn con người đến chết những con rối ông ta gửi đi đã bị tiêu diệt nên hẳn là có ít nhất ba tên ông ta nghi ngờ một trong ba phe mà alji từng đề cập đến lần trước đã làm việc này hôm sau Botan đã dặn Hioma cẩn thận chứ gần như lần nào về cậu cũng mang theo thương tích. Cậu cố gọi tên Botan thì cảm nhận được sát khí. Botan đã phải cấm Du gây sự với Hioma vì đây là cô cho phép, cả hai sau đó ra ngoài làm nhiệm vụ. Hioma biết vụ lần này hẳn phải khó thì mới gọi cả cậu lẫn Du đi chung. Cô cho biết họ sắp đối đầu với Tùng Nguyên Hỏa, một băng đảng lớn của Kyoto, những kẻ đó đều có vật chứ là những dụng cụ chuyên dùng để hành quyết và tra tấn. Bốn năm trước, đội bảo hộ đã phải dồn lực để trấn áp. Nhưng vụ việc lần này có vẻ như là do ba tên còn sót lại của băng đó. Lý do họ để Nazi và những người khác ở nhà là vì nghi ngờ chúng có thể nhắm đến Botan. Hioma thấy thoải mái vì cậu có thể đập mấy tên đó mà không cần phải lắng nghe tâm tư của chúng. Cậu sau đó gặp lại Subaki, cô sẽ giúp cậu trong nhiệm vụ lần này. Du định về báo lại việc Hioma đến đâu là săn gái đến đấy, cả Du và Subaki cũng đã quen từ trước. Cô cho biết Subaki sẽ là người điều hành đội bảo hộ kế nhiệm nên cậu giữ quan hệ với cô càng tốt thì càng có lợi hioma sau đó thấy không còn ai khác thì aoji cho biết chỉ có ba người tham gia hai người bên hắn sẽ đảm nhiệm việc chỉ dẫn chứ không tham gia chiến đấu những thành phần khác đang đi giải bùa khắp thành phố để truy tìm còn ba người họ sẽ là một đội riêng biệt để điều tra tại hang ổ của đám đó cả ba được đưa đến và hioma thấy aoji cũng tuyệt khi tự mình điều tra khu này thực ra hioma chính là nguyên nhân cho những vụ lần này bấy lâu nay đội bảo hộ đã không đả động đến tùng nguyên hỏa là vì chúng đã chịu ngồi im nhưng kể từ lúc Hioma đến và đập cho tên màu gà lần trước và cả tên gạt cho kia thì chúng đã bắt đầu bất mãn mà nổi dậy vì hai tên đó là người của Tùng Nguyên Hỏa này. Ba tên Tùng Nguyên Hỏa giờ cũng đã ra mặt. Hioma vẫn hỏi trước chúng một câu về lý do chúng hại người thì chúng đơn giản là làm vì thích và đó cũng là bổn phận của dụng cụ tra khảo như chúng. Chúng vốn định đi tìm đội bảo hộ để đánh phủ đầu nhưng không moi được thông tin từ những kẻ chúng bắt được nên đành ngồi đây chờ. Cậu Tashi giờ không cần phải nương tay cho đám này nữa. Subaki cũng muốn được chiêm ngưỡng sức mạnh thật sự của Hioma tại đây. Cô muốn xem cậu có phải là người cô đang chờ hay không. Aoji muốn tránh việc chiến đấu thì bị Subaki dán cho một bùa rồi lao đến chỗ ả lực điền phía sau. Tên dùng lửa phía trước thì cũng đã lao đến Subaki. Còn tên tóc xù thì lao xuống và muốn giao chiến với Hioma. Cậu không thích nhiều lời mà muốn cùng du xử tên này cho nhanh. Aoji lúc này cố dùng lời để né đánh nhau thì ả ta vốn đã không ưa Aoji từ lâu. Vì Aoji quá khôn lỏi và vụ lợi, đã vậy còn bợ đít con người. Nghe bản thân bị nhục mạ thì Aoji cũng chẳng nề nang gì nữa mà kêu đồng đội đánh luôn hioma và du đã phối hợp để phóng cây châm vào tay hắn cô sau đó còn ném được một cái vào cổ hắn nhưng hắn dẫu bị xoắn mất thì vẫn hồi phục lại được hắn đã tự tiến hóa để tự tái tạo lại cơ thể hắn cho du sang một góc và nhận thấy lưỡi dao của hắn đã ngắn lại do chiếc kéo của hioma cắt qua thứ này là tay kéo của cánh cửa dẫn đến yêu giới nên bị nó cắt qua thì đồ vật sẽ bị gửi về yêu giới và biến mất hoàn toàn khỏi nhân thế hắn sau đó đã điều lưỡi dao và vây quanh cơ thể hioma nhưng giây phút sắp chạm được vào cổ cậu thì lưỡi dao lại ngừng lại Subaki bên kia cũng đã xử lý xong tên dùng lửa, vì mục tiêu mà cô theo đuổi còn mạnh hơn. Cô nhận thấy Hioma cũng giống cô khi theo đuổi tên ô giấy kia. Cậu đã cắt đi đống lưỡi dao, à lực điền mải nhìn Subaki mà mất tập trung nên bị đồng đội của Aoji giữ lại còn hắn thì tung một chiêu kết liễu à ta. Đồng đội của Aoji cũng mất một lớp vỏ nữa và chỉ còn lại ba cái nữa, chỉ còn tên dao cạo. Hắn quyết định dùng đến hình thái cuối cùng, hắn biến cơ thể thành một con quái vật, nhưng Du đã quay lại đây. Cô đã gói cả căn nhà lại trong châm cài tóc và ra hiệu cho Hioma lùi lại. Cậu nói là hiểu nhưng khi cô lao lên thì cậu cũng lên theo. Cô buộc phải đổi cách chiến đấu và ném cả tòa nhà vào hắn. Hắn bị đẩy đến chỗ Hioma cho cậu cắt đôi. Còn tòa nhà thì cậu đã nhảy và né tránh hết mọi vật dụng trong đó để tiếp đất. Dù sau đó đến cãi lộn với Hioma vì cậu không hề hiểu ý cô, cô bảo lùi mà cậu lại lên đánh. Rõ ràng Bô Tan đã dặn cậu là phải cẩn thận đừng để bị thương mà cứ toàn máu liều nhiều hơn máu não. Tên dao cạo kia vẫn chưa chết mà còn lê lết trong rừng. Nhưng quá đen cho hắn khi hắn đã bị ông trùng đội bảo hộ tìm được. Ông ta nhìn ra được tiềm năng của hắn và đáng lẽ đã có thể lợi dụng hắn cho việc nào đó vậy mà hắn dám ngông cuồng nổi dậy và tự ý hành động nên giờ với ông ta thì hắn chả khác gì đồng giác hắn bị tiêu diệt và subaki sau đó cũng nghe cha báo lại việc tên giao cạo đã được xử lý hoàn toàn subaki đã nói ra lý do cô theo đuổi tên ô giấy đó là vì anh chị của cậu có một vị trí rất cao trong lòng cô cô trước đây luôn nhàm chán với những kẻ yếu và anh chị của cậu là hai người được cô công nhận nên cô xem cả hai là niềm vui và việc tên ô giấy đã cướp mất niềm vui của cô nên cô muốn xử được tên đó Cô muốn Hioma về với cô để cùng truy tìm tên đó. Dù biết lời mời đầy ngon ngọt này sẽ rất dễ dụ được Hioma, nhưng nếu cậu đặt chân sang bên đó thì cậu kiểu gì cũng bị Subaki vắt kiệt sức lực. Vì cô ta cũng giống như ông bố của mình, đều sẽ lợi dụng những thứ dưới quyền sở hữu và bòn rút đến cùng kiệt. Hioma đã cảm ơn vì lời mời của cô ta nhưng vẫn xin phép từ chối. Lúc ra về, dù có hỏi cậu về việc cậu không hề có ý định sang với Subaki hay sao thì cậu vẫn sẽ đuổi theo tên ô giấy đó. Nhưng cậu đã hứa với anh chị là sẽ đánh bại kẻ đó bằng sức mạnh của chính mình. Ngoài ra cậu ở lại cũng là vì Botan, dù nghĩ cậu bắt đầu có tình cảm với Botan mà cậu thậm chí còn không nhận ra điều này, về đến nhà thì Hioma lại bị mắng vì bị thương quá nhiều. Vài ngày sau, Ji thông báo là cả nhà sẽ tổ chức ăn mừng ngày lễ, những người khác đã đi mua đồ còn Botan và Hioma được giao cho việc đi tìm cái nồi lớn trong nhà. Ji muốn Botan nhân cơ hội này mà tiến triển với Hioma, để đề phòng thì còn đưa thêm một danh sách gợi ý. Cô lo là Hioma quá thẳng tính và sẽ xem mấy hành động của cô là kỳ quặc nhưng cô nghĩ là chắc Hioma sẽ chẳng để ý mấy vụ yêu đương này làm gì. Trong lúc đó, Haoji đã đi mua thịt trước cả mấy bà nội trợ bằng cách vươn tay ra cho dài. Dù thì rất muốn về sớm để ngăn cả hai ở riêng với nhau quá lâu, Kagami dùng kính chiếu yêu thì lựa được toàn con cá con nhất. Suzuji thì dùng tài ăn nói để mua được với giá rẻ hơn còn Naji để mua được rượu thì anh phải thi uống rượu với cô chủ bán hàng. Trong lúc đó, Botan thì đã liên tục trải qua những chuyện ngại ngùng với Hioma. Từ chạm tay lúc phát đồ cho đến việc cậu đứng ngay sau lưng cô lúc lấy đồ cô không muốn bản thân là người duy nhất phải ngại còn hioma thì vẫn rừng dưng không cảm thấy gì nhưng cô hiểu ra cậu vốn là như vậy nên bỏ qua luôn cô sau đó định đi tìm nơi khác và làm rơi tờ giấy gợi ý hioma đã đọc được và bô tan buộc phải nói ra việc này là do haoji bày trò cô nghĩ cậu sẽ không để tâm thì cậu đột nhiên quay mặt đi khiến cô nghi ngờ nhận ra cậu có cách nói chuyện lạ nên cô biết cậu đang ngại nên cô xem mặt cậu bằng được nhưng cậu liên tục giấu đi để rồi khiến cả hai ngã lên nhau hai bên đỏ mặt như nhau nhưng sắc khí thì đầy dẫy từ cửa cậu bị bọc lại trong châm cài tóc còn ông tổ dân phố thì đã ra về sau khi chơi cờ với ông Kusi cả ngày. Nghe việc họ đang tìm cái nồi lớn thì ông nói ra việc cái nồi đó ông đang mượn và vẫn chưa trả. Hao Di sau đó mới nhớ ra khiến nhóm Hioma chẳng hề vui tí nào. Giờ đã có nồi nên cả nhà đã tổ chức ăn lẩu, nhìn cả nhà ngồi ăn chung khiến Hioma thấy họ y như một gia đình thực thụ. botan sau đó đã say mất và bám lấy Hioma khiến cả Nazi cũng phải gia nhập hội anti cặp đôi này với Du. botan sau đó đã được đem đi giải rượu, Cô xin lỗi vì vụ hôm nay, nhưng Hioma cho rằng lỗi ở house gì hết. Cậu thấy nhà nào cũng có bà chị kiểu như này vì chị cậu năm xưa cũng hay đùa về mấy vụ bạn khác giới này. Hioma thấy nhà này quả là náo nhiệt và thú vị. Cậu trước đây thì chắc sẽ không nhìn ra được những điều này. cả hai sau đó lại bị những người khác lôi vào ăn tiếp. Khi Bô Tan thức dậy giữa chừng thì cô thấy bữa tiệc đã xong xuôi, ai nấy đều đã ngủ. Một chiếc kẹp tóc rơi ra khiến Bô Tan nhớ về quá khứ đau buồn trước đây nhưng nhìn Hioma ngủ ngon vậy thì cô đã cất đi. Hôm sau, Bô Tan đã đi chung với Hioma vì cậu sắp phải đến chỗ của đội bảo hộ để đặt đồ. Đồ này có thể bảo vệ cậu khỏi những đòn tấn công của kẻ thù như cách Subaki lần trước đã không bị chảy sức gì dù bị đòn lửa bắn vào. Cậu đã có đọc qua sách về các mẫu và được biết sẽ có một bài kiểm tra về độ tương thích trước khi đặt đồ. Lúc đến nơi, cả hai đã gặp Subaki. Cô đã trêu cả hai về vụ cả hai nhìn như người yêu và sau đó mới dẫn cả hai lên tầng trên để đặt trang phục. Cả hai được đưa vào một cửa tiệm của phó Tăng thần, nơi phó Tăng thần máy khâu này sẽ tạo ra những bộ trang phục có tính chất như một phó tang thần khác. Subaki đã cho cả hai thấy nó giống như nào. Đó là từ một mảnh vào thì nó đã biến thành một bộ đồ, chỉ cần xây dựng được mối quan hệ giữa hai bên thì sẽ điều khiển được. Hioma không dám để một phó tăng thần bám lên người nhưng cậu đã tự tát vào má để bình tĩnh lại. Vì nếu điều này giúp cậu giảm đi vết thương để khiến Bô Tan đỡ lo lắng thì cậu vẫn sẽ làm, cậu sau đó đã quyết định đấm nhau một trận với mảnh vải này. Nó cũng kết lại thành nắm đấm và đấm cậu. Cậu hứng chọn và rồi đáp trả lại, hai bên đã thấy được thực lực của nhau và Hioma đã đàm phán với miếng vải để nó trở thành bộ đồ cho cậu. Lúc ra về, Hioma đã có bộ đồ mới nhưng nó chẳng khác bộ cũ là mấy. Vài ngày sau, Hioma nhận lời giúp Botan vài việc ở trên câu lạc bộ. Cậu đã lên giúp cô đóng lại tấm biển câu lạc bộ và Botan đã phải gọi cậu là anh họ. Đám bạn thắc mắc về việc Botan có vẻ có khá nhiều anh chị em khiến cô phải kéo Hioma đi. Cô sau đó lại bị bạn tìm đến nên đã bảo Hioma về trước. Cậu thấy cuộc sống học đường có vẻ khá năng nổ. Suzuzu và Naji lúc này cũng ở trường và đột nhiên Naji phát hiện cô gái Isuki ở đây. Cô ta đã nhắm một phép gì đó vào Hioma và nhốt cậu vào một kết giới và gặp Kai trong này. Hắn đến đây để gặp Hioma thử và xem trình độ cậu đến đâu. Hioma không hiểu gì. Nhưng nếu phó tăng thần có ý định nhắm đến con người thì cậu phải xử lý. Hioma lúc này liên tục tránh né. Cậu nhận thấy cơ thể nhẹ hơn nhờ bộ đồ mới và những đồ vật mà Kai liên tục dùng để tấn công cậu chứng tỏ Kai là một bộ giáp và cả vũ khí của một samurai. Cậu liên tục chém đứt đòn tấn công của Kai và lao lên thì bị hắn gọi ra cái mũ hút cho một cú cậu nhận thấy hắn có vẻ là một trong tam đại phó tăng thần của Kyoto này. Naji lúc này đã lên chỗ của Isuki và hỏi tại sao cô ta lại ở đây và tên cai đâu rồi. Isuki đã nói ra việc cai đang chơi đùa với Hioma trong kia. Hắn thấy Hioma hơi yếu nên có khi xử luôn tại đây cho rồi. Isuki thì không cho phép kẻ nào ngăn cản cai nên cô ta sẽ là đối thủ của cả hai nếu cả hai có ý định vào phá đám. Cai không tin một kẻ yếu như Hioma lại là người có thể thốt ra câu sẽ tiêu diệt phó tăng thần ô giấy kia cậu đã hỏi hắn biết kẻ đó hay sao thì hắn cố tình không trả lời vào trọng tâm mà chỉ cho rằng quyết tâm trả thù của cậu mà chỉ có như này thì quá là hời hợt. cậu đã dùng bùa để chói hắn lại và rồi từ trong làm khói lao ra cho hắn một đấm nhưng cậu nhanh chóng bị tóm đầu và đập xuống sàn. Naji và Suzuji cũng đã chạy vào đây. Naji thì vẫn có khả năng để đối chọi được với cai nhưng thấy Isuki bị tóm thì hắn đã ngừng đánh và Isuki cũng cho biết là đã hết giờ nên hắn lại bị phong ấn trói lại. Hioma muốn Naji giải thích rõ cho cậu nhưng trước tiên thì cho cậu xuống cái. Bô Tan lúc này nghe các đàn em trong câu lạc bộ bàn về Hioma. Họ đều thấy Hioma đẹp trai nên muốn níu cậu ở lại đây. Bô Tan nghe được thì đuổi tất cả về để còn khóa cửa. Nazi đã giải thích cho Hioma biết cai nãy giờ chỉ là đang chào hỏi. Tính hắn hay làm quá lên nên mới vừa tiêu khiển vừa chào hỏi luôn. Nazi cũng không ngờ là Isuki lại yếu đến mức búng cái gục. Còn về vụ của tên ô giấy thì cai nói thẳng là cậu giờ chưa đủ trình để nhận câu trả lời từ hắn. Cậu lúc này còn chưa mạnh bằng cái lúc mà anh chị cậu bị sát hại. Nhưng lý do một phần là vì cậu không chịu dùng đến vũ khí của chính cậu mà lại dùng hai cái mà anh chị cậu để lại. Bô Tan đã đi ngang qua chỗ của Hioma và nấp một góc để nghe trộm. Cai cũng nói ra việc để Hioma ở cạnh Bô Tan là quá tàn nhẫn với cậu. Vì tên ô giấy đó đã ra tay sát hại anh chị của Hioma là vì Bô Tan. Lúc đó, Bô Tan đang ở trong thời điểm mất lòng tin vào loài người, đâm ra là những phó tăng thần cũng bắt đầu bất mãn với con người theo. Naji và Suzuji đã tức giận và đòi làm một hiệp với Kai thì Isuki đã phong ấn hắn lại để lôi cổ về và cũng xin lỗi về mấy lời mà Kai nói. Kai đã bị đưa về chuồng, Hioma sau đó đã xin được nghỉ phép vài ngày và được Suzuji đồng ý. Lời mà Kai vừa nói được cho chỉ là lời đồn, nhưng cũng không thể tránh khỏi việc nó là sự thật. Và dù không biết chính xác hay không thì Hioma vẫn sẽ để tâm vì nó liên quan đến anh chị của cậu. Chỉ có những thành phần cấp cao mới biết được sự thật còn những phó tăng thần đại diện cho cục trừ tà như họ thì chẳng thể biết được gì. Những ngày sau đó, Hioma vẫn chưa trở lại. Bô Tan thì cứ chán nản. Cô không biết vẻ mặt của Hioma lúc đó ra sao và lo lắng là nếu thật sự cô có liên quan đến mất mát của Hioma thì cô chẳng thể nào đối diện với cậu được nữa. Vì vậy nên cô đã đến tìm Subaki để được đến gặp cha cô. Bô Tan muốn hỏi ông về việc bản thân có phải nguyên do dẫn đến cái chết của anh chị Hioma hay không, ông đã phải giải thích cho cô và lúc ra về. Ông có nghe về việc Hioma đang mất tích thì cho biết là cậu đã ở đây mấy ngày qua. Hioma cũng bước vào và đúng vài ngày trước, cậu đến đây và nói bản thân còn non nên muốn được luyện tập ông giờ cũng đuổi Hioma về vì cậu cứ cắm cọc đây thì phiền lắm. Lúc ra về, Hioma nghe việc cô đã biết chuyện và đến đây để xác nhận cũng khá dũng cảm. Cậu thú thật là bản thân không hề nghi ngờ Bô Tan và xem lời cai nói chỉ là vớ vẩn. Cậu chỉ biết là bản thân chưa hoàn thiện và lần tới sẽ phải ép được cai mở miệng nói ra thông tin. Bô Tan thấy ngưỡng mộ vì cậu có thể vững trên con đường mà không hề lạc lối. Cô đã nói ra lý do bản thân không tin tưởng con người trước đây vì hồi đó cô đã từng bị bắt cóc. Năm cô lên bảy, họ hàng đã đến để nhận nuôi cô. Một người họ hàng xa và một người là em gái của bố cô. Cô lúc đó đã chọn tin tưởng họ và rồi em gái của bố cô là người đã đưa cô đi. Vì kẻ cần cảnh giác là người đàn ông kia, bô tan được gì đưa về nhà và gì quyết định sẽ chăm sóc cho cô như một người bình thường và tránh xa các phó tang thần. Trong lúc nhóm Hao Di đi, đi tìm cô thì cô lại có một cuộc sống vui vẻ cùng gì. Cô đã gần như xem gì là người mẹ thứ hai. Vậy mà những ngày đó đột ngột kết thúc khi dì và Bô Tan cùng gặp tai nạn bởi tên kia gây ra. Bô Tan đã quá sốc khi chứng kiến cái chết của gì và bị mất ký ức từ lúc đó lúc tỉnh lại thì mọi thứ đã kết thúc và cô đã ở bên mọi người từ đó cô bắt đầu mất lòng tin vào con người cô sợ bị lừa dối và sợ phải chứng kiến người thương mất đi hioma muốn bô tan hãy tin vào cậu cậu sẽ không bao giờ phản bội cô và sẽ chứng minh bằng cách bảo vệ cô hioma đã nở một nụ cười khiến bô tan bất ngờ vì đây là lần đầu cô thấy hioma cười tươi như vậy tới du còn tưởng là cậu không có cơ mặt hơi bị xúc phạm nên cậu đã bỏ về hao di ở sau kia đã nghe được mọi chuyện và thấy mọi thứ có vẻ tiến triển mối quan hệ giữa bô tan và hioma đã tiến thêm một bước nữa và liệu thử thách gì còn chờ cả hai phía trước. Các bạn có thể tìm xem phần 2 của Mononogatari để biết thêm. Tạm biệt.